nay đồ cháo đồ có duy trì không anh, hay là cũng tạm dừng luôn rồi? Em thấy tạm dừng mà À. nhất là chỗ dân mình nó ít bệnh hơn quá, Dạ. thuê người nấu không, nó cũng không Bây hiệu quả. giờ nói chung phải phải có tình nguyện viên người ta nấu này nọ rồi chứ, nếu mà Khó khăn quá. Vô 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 đi. Mà cho mình giúp luôn, giúp luôn, giúp luôn. Phèn mình mấy bệnh nhân chị? Phèn mình đủ giường ở đâu? Ấy là chỗ này có bệnh nhân không chị? Chị mới vô thăm chị cũng biết nữa. Có không à? Có, lẽ chị thấy con già nằm chỗ đó. Là hai giường có rồi, hai giường có thì để hai bị. Hai già nằm ở bệnh Một một bị nữa em, một bị nữa. Rồi nếu có để hai bị. Ok.